Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 196. Trước kia hắn còn ôm hy vọng, quyết định tin tưởng tiểu gia hòa này thật sự phản đối thầm tại giã động lòng. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ là tự lừa mình dối người. Đào hoa trợn mắt, hóa miệng muốn phản bác, nhưng nhận ra. Cũng không có gì để phản bác. Nàng để ý việc thầm tại giã trong lòng có một người khác không thể thay thế. Để ý việc hắn vẫn nhớ đến lục chỉ lan suốt đời. Bởi vì không có nguyên nhân nào khác, nàng lần tránh cũng vô nghĩa, nàng thích thầm tại dã. Như kẻ ngu ngốc luôn tự nhắc mình trước mặt là hố, phải cẩn thận, nhưng đến gần hố vẫn dũng cảm nhảy xuống. Cảm tình của nàng đối với người đó có lẽ còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng, nàng liên tục trốn tránh không dám thừa nhận, chỉ vì sợ sau này lại gặp chuyện tương tự, tự mình lại đau lòng thêm. Nhưng mà, nàng không thừa nhận cũng có ích gì? trong lòng vẫn sẽ đau đớn. Thở phào một cái, đào hoa ngã xuống giường, buồn bực nói, cảm ơn sư phụ, ngài chính là đến đả thông hai mạch nhâm đốc của đồ nhi. Thiên bách mi sững sờ, cúi đầu nhìn nàng, cái gì là hai mạch nhâm đốc? Đồ nhi thích hắn, đào hoa lật người, nghiêm túc nhìn hắn nói, vì vậy ghen tuông, để ý, đều là vì đồ nhi đã động lòng trước. Cho nên với người này, đồ nhi hết cách rồi trong tay áo căng thẳng, Thiên Bách Mi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói nhỏ, nói vậy, chuyến đi này của vi sư không phải vô ích, ít nhất để ngươi thấy rõ lòng mình. Cảm ơn sư phụ, Đào Hoa cảm kích nói, may mắn có ngài ở đây, nếu không đổ nhi không biết còn dối rắm đến bao giờ. Thiên Bách Mi không nói gì, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt lại trở nên nhạt dần. Hắn và tiểu gia hỏa này liệu có phải sẽ luôn bỏ lỡ nhau khi nàng sùng bái hắn nhất hắn lại không nắm chắc cơ hội cũng không hiểu rõ lòng mình đợi đến khi nàng xuất giá hắn mới nhận ra nguyên nhân bao năm qua không muốn kết hôn là vì nàng đến khi hắn quyết tâm theo đuổi nàng đã yêu người khác là hắn làm gì cũng chậm một bước hay là duyên phận không đủ sư phụ đào hoa tò mò nhìn hắn ngài sao vậy không sao thiên bách mi cười ánh mắt ôn hòa quay lại nhìn nàng, nói, chỉ là thấy mùa đông sắp tới, không biết năm nay có ai sẽ làm cho vi sư một chiếc áo choàng. Đào hoa sững sờ, vỗ đùi, ngài không nói thì ta quên mất, ta còn thiếu thẩm tại giã một chiếc áo choàng chưa thiêu. Nhướng mày, thiên bách mi nhìn nàng nói, y ngươi là, năm nay làm cho hắn mà không làm cho vi sư. Hắc hắc, đào hoa nói trột giả, nếu không thì để thanh đài làm cho ngài tay nghề nàng tốt hơn Đồ Nhi nhiều. Thôi đi, Thiên Bách Mi cười hừ, Đồ Nhi gà ra ngoài là như nước đổ đi, vi sư tự đi mua. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. "Sư phụ, Đào Hoa ngạc nhiên, ngài đi mua bây giờ?" Bước đến cửa, hắn dừng lại, không quay đầu, giọng nói thoải mái, dù sao cũng không có việc gì làm, người cứ tiếp tục ở đây, vi sư sẽ đi dạo quanh kinh đô một chút. "Được," Đào Hoa đáp nhìn hắn ra ngoài không nghĩ nhiều quay đầu tìm thanh đài để chuẩn bị thiêu áo choàng đường phố đại ngụy rộng hơn nhiều so với triệu quốc người đi lại tấp nập thiên bách mi kéo áo choàng mẫu đơn mắt vô hồn bước đi không mục đích không nhìn đường không nhìn đường dẫn đến đụng phải nhiều người nữ nhi ra bị đụng thì đỏ mặt hỏi công tử có đau không nam nhân đụng phải thì chặn trước mặt mắng người có mắt không toàn thân lạnh lẽo Thiên Bách Mi phất tay đẩy âm thanh om sòm trước mặt ra, mắt vẫn vô hồn, "Tiếp tục đi." Bị hắn phất ra, người ngã xa, mọi người kinh hãi tránh xa, con đường náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Đám đông tách ra, nhường đường cho người đàn ông đẹp, nhưng cô đơn này. Thiên Bách Mi thực ra không nghĩ gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi nên đi bộ. Băng qua đường phố, đến ngoại ô, sau lưng bất ngờ có sát khí đánh tới. Không thèm nhìn hắn vung tay áo như đuổi rùi, vung vài người ra, đập xuống đất miệng phun máu tươi. thấy mùi máu, thiên bách mi mới tỉnh lại, cúi đầu nhìn họ, cười nhẹ, muốn chết. là người động thủ trước, cũng không được chúng ta tìm người đòi công đạo. người nằm trên đất cao mày nói, người mới ném minh chủ của chúng ta ra ngoài, không có mắt sao? minh chủ, thiên bách mi vô tội hỏi, minh chủ nào? minh chủ võ lâm đại ngụy từ xa vọng lại tiếng gầm, thiên bách mi quay đầu, ngạc nhiên phát hiện phía sau có gần trăm mười người, đồng loạt cầm dao kiếm, khí thế hung hăng, người từ đâu đến không biết trời cao đất rộng, dám dương oai trên địa bàn của chúng ta. Bên cạnh họ có người mang cáng, trên đó là một người toàn thân đầy máu. Thiên bách mi nhìn, không có chút ấn tượng, các ngươi nhận lầm người rồi. Người mặc áo choàng bất nam bất nữ, ai nhận lầm được? Người cầm đầu dơ đao nói, đừng dám làm không dám chịu. Ánh mắt tối sầm, thiên bách mi vừa động, chưa cho người cơ hội phản ứng, phi thân qua quất người nói chuyện một cái tát, đánh hắn lật ngã trên đất. Sau đó, tay áo bay ra, cuốn 10 người phía trước, quăng lên trời. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, người phía trước không biết chuyện gì xảy ra, bị ném bất tình. Ban đầu ỉ vào đông người, bọn họ mạnh mẽ, không ngờ người này lại lợi hại như vậy. Hoảng sợ chu dài, đứng đờ ra làm gì, mình chủ võ lâm trên cáng tức giận, cùng tiến lên, bắt hắn lại cho ta. Vâng, mọi người đáp, xông về phía thiên bách mi. Cười lạnh, thiên bách mi đoạt trường kiếm của một người, một kiếm cắt cổ, một kiếm chém eo, ra tay hiểm ác, sát khí đầy mình. Lấy một thân một mình trăm người, hắn cắt họ như cắt cải thảo, không chút lưu tình những người đứng xa sợ đến mềm nhũn chân, nhìn thấy đồng đội té ngã trên đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cuối cùng họ đứng không yên, bỏ chạy thục mạng. Thiên Bách Mi giết đến say máu, đôi mắt đỏ lên, thấy người bỏ chạy, phi thân đuổi theo, lại bị một người bay ra ngăn cản. Ngàn đại nhân, Dương Vạn Thanh mặt khó coi, cầm kiếm đón lấy một kiếm của hắn, cứng rắn lùi bước. Đây là đại ngụy, đừng tiếp tục giết người mắt khôi phục chút thanh minh, thiên bách mi lạnh lùng nhìn nàng, ngươi ở triệu quốc quản những chuyện này đã đủ phiền, ở đại ngụy cũng muốn làm hộ vệ trường. Dương vạn thanh cắn răng, nhìn cảnh tượng thây ngang khắp nơi, đẩy hắn, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Bách mi nhíu mày không vui, theo nàng chạy vài bước, rồi dừng lại nói, ta thích giết ngươi là chuyện của ta, bọn họ có bản lĩnh thì giết lại, không có thì mất mạng liên quan gì đến ngươi? Dương Vạn Thanh tức giận dậm chân, được, không liên quan gì đến ta, vậy ta đi nói với Khương Đào Hoa. Ngươi đứng lại, Thiên Bách Mi híp mắt, chán sống à? Ngài hoặc là giết luôn cả ta, hoặc là nói một chút, ngài giết người vì gì? Dương Vạn Thanh nhíu mày, cứ tưởng ngài đến đại ngụy thấy nhị công chúa sẽ vui, kết quả sao lại táo bạo như vậy? Phất tay áo choàng dính máu, Thiên Bách Mi thản nhiên nói, ta không táo bảo, là họ ra tay trước. Dương Vạn Thanh nhíu mày chặt hơn, cúi đầu thấy trên mờ u bàn tay hắn có vết rách, vội nói, về trạm dịch trước đi, vừa vặn có Lý Tấn ở đó, chúng ta còn có thể thương lượng chút chuyện, tiện băng bó vết thương cho ngài. Lý Tấn, nghe tên này, nghĩ đến việc của người nào đó vô vọng, Thiên Bách Mi khoát tay áo, không đi, vết thương này ta tự xử lý. Không đi, Dương Vạn Thanh kinh ngạc, là chuyện liên quan đến đảo hoa, người cũng không đi. Không cần thiết, tiện tay ném trường kiếm xa, Thiên Bách Mi xoay người, Dương Áo Bảo đi ra ngoài. Dương Vạn Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, sau một lúc lâu mới nhớ theo sau, hỏi, không cần thiết là sao? Trước người không phải còn hợp tác với Lý Tấn, muốn lấy giải dược từ tay Lữ Thị sao? Chúng ta mới rời đi mấy tháng, sao lại không cần nữa? Người đã lấy được không nếu không sao không tiếp tục hợp tác thử xem bực bội quăng tay áo thiên bách mi lười nói nhiều phi thân biến mất không còn thấy bóng dáng lữ thị không có giải dược đó là kết luận sau bao lâu tìm kiếm của hắn nữ nhân kia chỉ có phương thuốc ức chế cổ độc không thể hoàn toàn giải độc năm năm sau khương đào hoa chắc chắn chết nàng liên tục nói dối có giải dược để ngăn bọn họ tìm người giải độc cho khương đào hoa nếu không phải hắn giết vào hoàng cung sau khi đào hoa đi tin tức này có thể đến khi nàng chết mới biết cổ độc khó giải thời gian còn lại ba năm hắn vội vã như vậy đến muốn mang nàng đi côn lôn sơn kéo dài vài năm tuổi thọ nhưng mà nàng lại động lòng với người nơi này không thể an tâm theo hắn đến băng đồng đưa tay che mắt thiên bách mi thở dài lòng chịu nặng không biết vì biết rõ tiểu tử mệnh không lâu hay vì nàng yêu người khác. Tâm phiền ý loạn, hắn không nhận ra mình đã gây phiền toái lớn. Từ xưa đã có câu cường long khó áp chế cường hào ác bá, đại ngụy võ lâm nhiều người, bị ngoại nhân xông đến quấy rối, sao có thể giàn được cơn giận này. Vì vậy thiên bách mi bị theo dõi đến khách sạn, đêm thêm tối, sát ý nổi lên bốn phía. Khi thẩm tại giã nhận tin, Dương Vạn Thanh đã nói với Khương Đào Hoa hai người đều muốn đi xem tình hình vừa lúc gặp nhau ở cửa ra đảo hoa nhíu mày thiếp phải ra ngoài một chuyến ta đi là được ngươi ở nhà thẩm tại giã nói nghe nói đánh nhau rất dữ đao kiếm không có mắt ngươi đi có hại vô ích đảo hoa lắc đầu sư phụ thiếp gặp chuyện thiếp không thể ở nhà nếu ngài không đồng ý thiếp sẽ trèo tường ra ngoài thẩm tại giã nhíu mày hắn quan trọng với ngươi vậy sao một ngày làm sư, cả đời làm cha. Đào hoa tức giận, cha ngươi có quan trọng với ngươi không? Sắc mặt trầm xuống, thầm tại giã lạnh lùng, không quan trọng. Kệ hắn nói gì, đào hoa trực tiếp mang váy xông ra ngoài, nhảy lên ngựa xe, ôm chặt toa xe không buông. Thầm tại giã mím môi, chỉ có thể theo sau, phân phó người đi đến thiên hương khách sạn. Một trận gió thổi qua, mùi máu tươi phả vào mặt. Trước khi đến, thẩm tại giã nghĩ rằng có thể là tu la địa ngục, nhưng không ngờ cảnh tượng thực tế còn đáng sợ hơn. Thì thể hài cốt khắp nơi, khương đào hoa che miệng không ngừng nôn khan, thẩm tại giã nhíu mày, đưa tay kéo nàng vào lòng, rúi đầu vào ngực mình, thấp giọng cho ngươi hai sự lựa chọn, một là trở lại xe, hai là ôm chặt ta, cùng ta đi vào. Đào hoa không nói lời nào, liền đưa tay ôm chặt hắn. Thẩm tại giã cán răng, phân phó quan phủ canh giữ bên ngoài, thanh lý thi thể, sau đó mang nàng nhảy vào. Toàn bộ khách sạn không chỗ nào không dính máu, không khí nồng nặc mùi không ai chịu nổi. Thẩm tại giã tìm rất lâu, mới theo âm thanh tìm thấy Thiên Bách Mi vẫn đang đánh nhau. Hay là nói, Thiên Bách Mi đơn phương giết người. Hắn thoát chiếc áo choàng mẫu đơn, tóc trắng lẫn máu, trông không còn ôn hòa như trước, như diêm vương từ dưới đất bỏ ra, làm người ta sợ. Nhưng khi cắt đứt người cuối cùng, quay đầu thấy họ, thiên bách mi ngây ngẩn, màu đỏ trong mắt từ từ phai nhạt. Thẩm tại giã tiến lên, đang muốn gọi đào hoa, đã thấy thiên bách mi như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất trên nóc phòng. Ra không cần gấp, đào hoa chôn trong lòng hắn nói, cho sư phụ một chút thời gian, để hắn rửa mặt sạch sẽ, chính hắn sẽ tìm ta. Sao người biết là hắn? Thẩm tại giã nhíu mày, nàng rõ ràng cúi đầu không nhìn thấy nghe âm thanh cũng biết đào hoa buồn bực nói người bị giết thích nhanh một kiếm vung qua ngoài âm thanh cốt nhục xé rách không có tạp âm nào nghe đến rợn cả tóc gáy thầm tại giã nhíu mày quét một vòng nói sư phụ ngươi giết người như vậy chỉ sợ không thoát được đâu sẽ bị nghiêm trị ừ đào hoa nói sư phụ trên người có hàng trăm hàng ngàn sinh mạng đúng là nên nghiêm trị nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể bắt được hắn loại thái độ không cho là nhục mà còn coi là vinh là thế nào thẩm tại giã không vui nói ngươi không để ý sư phụ ngươi là sát nhân cuồng thành phố thần bí không phải không để ý đào hoa nói nhưng hắn dù sao cũng là sư phụ ta huống chi hắn không lạm sát kẻ vô tội những người này chắc là chủ động đến không trách được hắn thật hiểu rõ thẩm tại giã cười lạnh Nghe không trung có động tĩnh, ngước mắt nhìn, quả nhiên Thiên Bách Mi trở lại. Dẫn nàng đến đây, không sợ bị ảnh hưởng, đưa tay lấy đào hoa, Thiên Bách Mi xoay người rời đi, phải nói chuyện cũng đổi chỗ. Trong lòng không còn, thầm tại giã nhíu mày, lập tức phi thân theo. Thiên Hương khách sạn huyết khí ngất trời, toàn bộ kinh đô đêm nay bị bao phủ trong sự sợ hãi. Nhưng đầu sỏ lại rất ôn nhu, ôm đào hoa nhỏ giọng hỏi: ngươi lo lắng cho vi sư. Hắn trước đây còn giữ chút hy vọng, quyết định tin tưởng rằng tiểu tử này thật sự không đề thầm tại giã động lòng. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ đang tự lừa dối mình. Đào hoa tròn mắt, há miệng muốn phản bác, nhưng nhận ra chẳng có gì để phản bác. Nàng chỉ là để ý rằng trong lòng thầm tại giã từ đó có một người khác không thể thay thế. Nàng cũng lo lắng rằng hắn sẽ nhớ lục chỉ lan suốt đời. Bởi vì không có lý do gì khác nàng không thể tránh né mãi được nàng thật sự thích thầm tại giã giống như một kẻ ngốc liên tục nhắc nhở mình rằng phía trước là hố sâu phải cẩn thận nhưng khi đến cạnh hố vẫn quyết định nhảy xuống tình cảm nàng dành cho hắn có lẽ còn đáng sợ hơn những gì nàng tưởng tượng nàng luôn trốn tránh và không dám thừa nhận chỉ vì sợ rằng chuyện như trước đây lại xảy ra và khiến nàng đau lòng nhưng mà dù miệng nàng không thừa nhận trong lòng nàng vẫn sẽ đau. Thở dài một cái, đào hoa ngã vào giường, giọng buồn bực, cảm ơn sư phụ, ngài thật sự đã giúp đồ nhi khai thông hai mạch nhâm đốc. Thiên Bách mi ngỡ ngàng, nhìn nàng hỏi, hai mạch nhâm đốc gì cơ? Đồ nhi thích hắn, đào hoa lật người, nghiêm túc nhìn hắn nói, cho nên mới ghen tị, mới để ý, tất cả đều vì đồ nhi đã động lòng trước. Vì vậy, đồ nhi không thể làm gì khác với hắn. Thiên Bách Mi trong tay áo căng thẳng, mặt vẫn cười, nói khe, nói vậy, chế này vi sư cũng không vô ích, ít nhất giúp ngươi hiểu rõ lòng mình. Đa tạ sư phụ, đào hoa cảm kích nói, may mắn có ngài ở đây, nếu không đồ nhi không biết sẽ dối rắm đến khi nào. Thiên Bách Mi không nói gì, từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên, nhưng trong mắt lại phai nhạt. Hắn cùng với tiểu tử này, có phải sẽ bỏ qua nhau? khi nàng còn sùng bái mình nhất mình lại không nắm chắc cơ hội cũng không nhìn rõ lòng mình đợi nàng xuất giá hắn mới nhận ra nhiều năm qua không muốn thành thân căn nguyên là do nàng khi hắn quyết định theo đuổi nàng đã yêu người khác là hắn luôn chậm một bước hay là duyên phận không đủ sư phụ đào hoa tò mò nhìn hắn ngài sao vậy không có gì thiên bách mi cười cười ánh mắt ôn hòa nhìn nàng chỉ là mùa đông sắp tới rồi, không biết năm nay có ai sẽ làm cho vi sư một chiếc áo choàng. Đào hoa ngẩn người, vỗ đùi, ngài không nói, ta cũng quên mất, ta còn nợ thầm tại giã một chiếc áo choàng chưa thiêu xong. Thiên Bách Mi hiếp mắt nhìn nàng nói, ý của ngươi là, năm nay giúp hắn làm, không giúp vi sư làm. Hắc hắc, đào hoa ngượng ngùng nói, nếu không thì nhờ thanh đài làm cho ngài. Tay nghề của nàng tốt hơn đồ nhi nhiều. Thôi đi, Thiên Bách Mi cười khẩy, đồ nhi gà ra ngoài như nước đổ đi, vi sư tự đi mua. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Sư phụ, đào hoa ngạc nhiên, ngài đi mua ngay bây giờ. Đi đến cửa, hắn dừng lại, không quay đầu, giọng nói thoải mái, dù sao cũng không có việc gì làm, người tiếp tục ở đây, vi sư đi dạo quanh kinh đô một chút. Được, đào hoa đáp, nhìn hắn ra ngoài, không nghĩ nhiều, quay đầu tìm thanh đài chuẩn bị thiêu áo choàng đường phố đại ngụy rộng hơn triệu quốc nhiều người đi lại tấp nập thiên bách mi kéo áo choàng trong mắt vô định không mục đích đi tới không nhìn đường hậu quả của việc không nhìn đường là đụng phải nhiều người các cô gái bị đụng vào ngẩng đầu nhìn hắn mặt đỏ hỏi công tử có đau không nam nhân đụng vào ngược lại gặp phải vài người nóng tính chặn trước mặt hắn mắng người có mắt hay không Thiên Bách Mi toàn thân tỏa ra khí lạnh, phất tay đẩy những tiếng ồn ào trước mặt ra, trong mắt vẫn vô định, tiếp tục đi. Những người bị hắn đẩy ngã xa, mọi người kinh ngạc tránh xa, đường phố náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Đám đông tản ra, nhường đường cho người đàn ông đẹp nhưng cô đơn. Thiên Bách Mi trong lòng mệt mỏi, chỉ muốn tản bộ. Xuyên qua đường phố, đi đến ngoại ô, sau lưng đột nhiên có sát khí tấn công. Không nhìn lại, Hắn vung tay áo như đuổi rùi, vài người bị vung ra xa, rơi xuống đất phun máu. Nghe mùi máu tươi, thiên bách mi mới tỉnh, nhìn họ một cái, cười nhẹ, muốn chết. Là người ra tay trước, không lẽ chúng ta không được đòi công bằng? Người nằm trên đất cao mày nói, người ném minh chủ của chúng ta ra ngoài, không có mắt sao? Minh chủ, thiên bách mi vô tội, minh chủ gì? Minh chủ võ lâm đại ngụy xa xa có tiếng gầm lên, thiên bách mi quay đầu lại, thấy gần trăm người cầm dao kiếm, khi thế hung hăng, ngươi từ đâu đến mà dám dương oai trên địa bàn của chúng ta. Bên cạnh họ có người mang cáng, trên đó là một người toàn thân đầy máu. Thiên bách mi nhìn không có ấn tượng, các ngươi nhận lầm người rồi. Một thân áo choàng không nam không nữ của ngươi, ai nhận sai được. Người dẫn đầu dơ đao nói, đừng giả vờ vô tội ánh mắt tối sầm, thiên bách mi thân hình chuyển động, chưa kịp cho ai phản ứng, đã bay tới tát người nói chuyện một cái, đánh hắn lật nhào. Tiếp theo, hắn vung tay áo, cuốn 10 người đằng trước, ném lên trời. Không khí đột nhiên căng thẳng, những người phía trước không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ném bất tình. Họ dựa vẩn đông người, nhưng không ngờ người này lợi hại như vậy. Tiếng kêu dâm ran. Đứng đó làm gì, mình chủ trên cáng tức giận, tấn công bắt hắn lại cho ta. Là, mọi người đáp, xông tới Thiên Bách Mi. Cười lạnh, Thiên Bách Mi cướp một thanh kiếm, chém họng một người, chém eo một người, ra tay nhanh và hiểm. Lấy một mình địch trăm người, cắt họ như thái rau cải không chút lưu tình. Những người đứng xa sợ đến run rẩy, nhìn thấy người của mình nằm la liệt, không chịu nổi, bỏ chạy tục mạng. Thiên Bách Mi giết đã tay, đôi mắt đỏ ngầu, thấy người muốn chạy, bay tới đuổi theo, bị một người bay tới ngăn đường. ngàn đại nhân Dương Vạn Thanh mặt khó coi, cầm kiếm đon hắn một kiếm, lùi lại vài bước. đây là Đại Ngụy, đừng giết thêm nữa. trong mắt khôi phục chút thanh minh, Thiên Bách Mi lạnh lùng nhìn nàng. người ở Triệu Quốc quản chuyện này đã đủ phiền, ở Đại Ngụy cũng muốn làm hộ vệ trường. Dương Vạn Thanh cắn răng, nhìn cảnh tượng thây chất đầy, đẩy hắn đi nơi này không nên ở lâu, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Thiên Bách Mi không vui nhíu mày, theo nàng chạy vài bước, dừng lại nói, ta yêu giết người là chuyện của ta, họ có bản lĩnh thì giết lại, không có thì mất mạng, liên quan gì đến ngươi. Dương Vạn Thanh giận dữ, được, không liên quan đến ta, vậy ta đi nói cho Khương Đào Hoa. Ngươi đứng lại, Thiên Bách Mi hí mắt, chán sống. Ngài hoặc giết ta luôn, hoặc nói ngài giết người làm gì. Dương Vạn Thanh nhíu mày, ta tưởng ngài gặp nhị công chúa đại ngụy sẽ vui, sao lại táo bạo thế này? Thiên Bách Mi vung tay áo lau vết máu, ta không táo bạo, là bọn chúng tấn công trước. Dương Vạn Thanh nhíu chặt mày, nhìn thấy trên mờ u bàn tay hắn có vết rách, vội nói, về trạm dịch trước, vừa khéo lý tấn có mặt, chúng ta có thể bàn chuyện và băng bó vết thương cho ngài. Lý Tấn, nghe tên này, nghĩ đến người nào đó, Thiên Bách Mi khoát tay, không đi, vết thương này tự mình xử lý. Không đi, Dương Vạn Thanh kinh ngạc, là về việc của đào hoa, ngài cũng không đi. Không cần thiết, Thiên Bách Mi ném trường kiếm đi xa, xoay người, Dương Áo Bảo bước đi. Dương Vạn Thanh nhìn bóng lưng hắn kinh ngạc, sau một lúc mới nhớ chạy theo, hỏi, không cần thiết là sao? Trước đây ngài không phải hợp tác với Ly Tấn để lấy giải dược từ Lữ Thị sao? Chúng ta mới rời đi vài tháng, sao lại không cần thiết? Ngài đã lấy được giải dược rồi. Chưa lấy được. Nếu chưa lấy được, sao không tiếp tục hợp tác thử xem? Thiên Bách Mi bực bội quăng tay áo, lười biếng đáp, rồi bay đi mất tăm. Lữ thị không có giải dược, đó là kết luận hắn tìm ra sau nhiều nỗ lực. Nữ nhân kia chỉ có công thức chế thuốc ức chế cổ độc, không cách nào giải hoàn toàn. Khương Đào Hoa chắc chắn sẽ chết sau 5 năm nàng liên tục nói có giải dược để ngăn họ tìm người chữa trị cho đào hoa nếu hắn không giết vào cung tin tức này có lẽ đến khi nàng chết mới biết được cổ độc khó giải thời gian còn ba năm hắn gấp rút muốn đưa nàng lên côn lôn sơn để kéo dài vài năm tuổi thọ nhưng mà nàng đã động lòng với người khác sẽ không an tâm theo hắn ở trong hang động băng che hai mắt mình thiên bách mi thở dài lòng trầm nặng không biết vì tiểu tử, tử kia mệnh không lâu, hay vì nàng yêu người khác. Trong lúc tâm phiền ý loạn, hắn không nhận ra mình đã gây họa lớn. Từ xưa Cường Long khó áp chế Cường Hào, đại ngụy võ lâm nhiều người, bị ngoại nhân xông vào quấy rối sao chịu được nhục. Vì vậy Thiên Bách mi bị theo dõi đến khách sạn, màn đêm buông xuống, sát khí nổi lên bốn phía. Thẩm tại giã nhận tin, Dương Vạn Thanh đã nói cho Khương Đào Hoa, hai người muốn đi xem, vừa ra cửa gặp nhau ra đào hoa nhíu mày thiếp phải ra ngoài một lát ta đi được rồi người ở nhà thẩm tại giã nói nghe nói đánh nhau dữ dội đao kiếm vô tình người đi có hại hơn lời đào hoa lắc đầu sư phụ thiếp gặp chuyện thiếp không thể yên trong sân ngài không đồng ý thì thiếp sẽ leo tường ra ngoài thẩm tại giã nhíu mày hắn quan trọng với ngươi vậy sao một ngày vi sư cả đời vi phụ đào hoa tức giận nói cha ngươi quan trọng với ngươi không thẩm tại giã mặt trầm xuống lạnh lùng nói không quan trọng không quản hắn nhiều lời đào hoa chạy ra ngoài nhảy lên ngựa ôm chặt toa xe thẩm tại giã mím môi chỉ có thể theo sau ra lệnh đi đến khách sạn thiên hương một cơn gió mang mùi máu tươi thẩm tại giã biết có thể là tu la địa ngục nhưng khi đến nơi cảnh tượng còn đáng sợ hơn thi thể giải rác, Khương Đào Hoa che miệng nôn mửa, thầm tại dã nhíu mày, kéo nàng vào lòng, đầu nàng dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói, có hai lựa chọn, một là trở về xe, hai là ôm chặt ta, cùng ta vào. Đào Hoa không do dự, ôm chặt hắn. Thẩm Tại Dã cắn răng, ra lệnh cho quan phủ thanh lý thi thể, rồi dẫn nàng vào. Khắp khách sạn đều dính máu, không khí ngột ngạt. Thẩm Tại Dã tìm rất lâu, mới theo tiếng động tìm thấy Thiên Bách Mi vẫn đang đánh nhau. Họ nói đúng hơn là đơn phương giết người. Hắn thoát chiếc áo choàng, tóc trắng pha huyết, không còn vẻ ôn hòa, giống như diêm vương từ dưới đất chui lên, khiến người ta sợ hãi. Nhưng khi giết người cuối cùng, quay đầu thấy họ, Thiên Bách Mi ngẩn người, mắt đỏ dần nhạt đi. Thẩm Tại Giã tiến lên, định gọi Đào Hoa, đã thấy Thiên Bách Mi như ma quỷ biến mất trên nóc nhà. Ra đừng gấp, Đào Hoa nói từ trong lòng hắn, cho sư phụ chốt thời gian, hắn sẽ đến tìm ta. Sao ngươi biết là hắn? Thẩm tại giã nhíu mày, nàng không ngừng đầu thấy. Nghe âm thanh cũng biết, Đào Hoa nói, người bị giết thích nhất là nhanh, một kiếm vung qua, ngoài tiếng xé rách cốt nhục, không có tạp âm. Nghe vậy hắn giận người, thầm tại giã nhíu mày nhìn quanh, sư phụ ngươi giết người như vậy, chỉ sợ trốn không thoát, sẽ bị nghiêm trị. Ừ, đào hoa nói, sư phụ có hàng trăm mạng trên người, đáng bị nghiêm trị, nhưng điều kiện là các ngươi bắt được hắn. Thái độ không biết xấu hổ mà vinh hạnh này là gì? Thẩm tại giã không vui, người không quan tâm sư phụ ngươi là sát nhân cuồng sao? Không phải không quan tâm, đào hoa nói, nhưng hắn là sư phụ ta, hơn nữa hắn không giết người vô tội, những người này tự đưa tới cửa, không trách hắn. Hiểu rõ thật, thẩm tại giã cười lạnh nghe động tĩnh trên không, nhìn lên, quả nhiên thiên bách mi trở lại. Dẫn nàng đến đây, không sợ nhiễm khí hư, hắn đưa tay đón đảo hoa, xoay người đi, phải nói chuyện, đổi chỗ. Thẩm tại giã nhíu mày, theo sau. Khách sạn thiên hương đầy máu, cả kinh đô đêm nay chìm trong sợ hãi. Nhưng kẻ gây ra lại ôn nhu, ôm đào hoa hỏi nhỏ, người lo lắng cho vi sư. chương 197 đào hoa gật đầu tất nhiên là lo lắng tự dưng lại khai mở sát giới thiên bách mi cười nhẹ chắc là chọc phải kẻ không nên dây vào nên bị trả thù thôi người xem họ tự đến cửa còn luôn miệp đòi lấy mạng ta ta đứng yên cũng không phải cách đúng đắn phải không đứng yên quả thật không giống cách nói nhưng khi hắn động thì thật sự rất lợi hại đứng trên đầu gió mùi máu tanh vẫn còn động lại thẩm tại giã đuổi theo hai người. Hắn đưa tay kéo đào hoa về phía sau mình, nhìn Thiên Bách Mi nói, đại ngụy đã nhiều năm không xảy ra huyết án như thế, người định làm gì? Thiên Bách Mi nhớn mày, làm sao bây giờ, nếu họ có khả năng, cứ đến bắt ta đi. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm, thẩm tại giã hừ lạnh, nhìn hắn nói, một mình ngươi thì không ai có thể làm gì, nhưng nếu bị phát hiện ngươi là sư phụ của đào hoa, làm liên lụy đến nàng, ngươi sẽ làm sao? Không phải còn có ngươi sao? Thiên Bách Mi cười khẽ, liếc hắn một cái, đường đường thừa tướng, nếu ngay cả đệ tử của ta ngươi cũng không che chở được, thì ta nên mang nàng đi thôi. Nói nhiều lời như vậy không có ý nghĩa, thẩm tại giã lạnh lùng nói, trốn tránh không bao giờ là giải pháp, ta có thể bảo vệ nàng, nhưng ngươi cũng không thể làm việc mà không suy nghĩ đến nàng. Nhìn hai người này lại cãi vã, đào hoa vội vàng nhảy vào giữa giơ hai tay lên ngăn cản dừng lại cả hai ngừng lại cùng cúi đầu nhìn nàng đào hoa nghiêng đầu nhìn thầm tại giã nghiêm trang nói sư phụ ta tính tình như vậy đại ngụy không ai có thể làm gì hắn có ngươi ở đây cũng không ai làm gì được thiếc vậy nên không cần trách sư phụ ta dù sao cũng là người khác tìm đến muốn giết hắn nói xong nàng lại nghiêng đầu nhìn sư phụ mình nói bốn chữ, lần sau nhẹ tay. Thẩm tại giã không phục, lạnh lùng nói, ngươi thật không biết phân biệt, chỉ vì hắn là sư phụ ngươi, làm chuyện xấu ngươi cũng thấy không sao. Gặp chuyện như vậy, không phải không nhìn đúng sai, chỉ là phân chia bên sao. Đào Hoa nghiêm túc nói, đứng ở lập trường của sư phụ ta, hắn chỉ tự về. Thật không có gì sai lầm, vì sao ra lại đứng ở lập trường của đám người đó. Ngài cùng bọn họ không quen biết, mà họ lại dùng thủ đoạn giết người trong đêm dù sao cả hai bên theo đạo nghĩa và luật pháp đều không đứng vững không lý gì nên giúp thân thôi thẩm tại giã giận vô cớ nhắm mắt hít hai hơi sâu để tỉnh táo lại nhìn nàng chằm chằm nói ngươi không biết rằng giữa ngươi và sư phụ ngươi có chốt vượt quá sao cái gì đào hoa ngẩn ra chỗ nào vượt qua ngươi biết hắn hiểu hắn bảo vệ hắn kính trọng hắn thẩm tại giã nắm chặt quả đấm nói, hắn biết ngươi, hiểu ngươi, bảo vệ ngươi, yêu ngươi. Vậy tại sao hai người không sớm thành thân, để khỏi bị người ngoài như ta nói ra như hiện nay? Khương đào hoa dừng lại một chút, mở to mắt ngạc nhiên, chạy quanh thẩm tại giã ba vòng, quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng vỗ tay nói, ra đang ghen. Trong giọng nói của nàng đầy vẻ hả hê, thầm tại giã cười lạnh, ta không ghen. Không ghen sao? đào hoa biểu môi thiếp nghe thấy rõ ràng vị chua nhưng ngài ghen cũng không chọn người sao ta với sư phụ là thầy trò quen biết nhiều năm vốn hiểu nhau và bảo vệ nhau kính trọng và yêu mến nhau nhưng cuối cùng chỉ là thầy trò theo lời ngài thiếp và thanh đài cũng nên thành thân cuối cùng chỉ là thầy trò mà thôi thiên bách mi thở dài ngồi trên một tảng đá lớn tay chống thân thể ngả ra sau khẽ hừ một tiếng Ngươi thật sự là người trong phúc mà không biết phúc. Thẩm tại giã mặt không thay đổi nhìn hắn, hỏi, nàng chỉ xem ngươi là sư phụ, còn ngươi thì sao? Ta thì sao? Thiên Bách mi liếc nhìn hắn một cái, ta tự nhiên cũng chỉ coi nàng như đệ tử, có chút đùa giỡn, ngươi còn tưởng là thật sao? Đùa giỡn, thẩm tại giã cười, nếu trong lòng ngươi thật sự chỉ đùa giỡn, sẽ không luôn dùng ánh mắt đó nhìn nàng nam nhân là kẻ không thể lừa dối nam nhân khác, giống như dã thú trời sinh có cảm giác cảnh giác khi bị dã thú khác xâm phạm lãnh thổ, nam nhân cũng vậy. Thiên Bách Mi không nhìn hắn, quay đầu nhìn Khương Đào Hoa, tiểu tử, ngươi không có gì muốn nói sao? A, à, Đào Hoa nháy mắt, hai người không phải đang rất vui sao? Ta phải nói gì? Nói thử xem, trong lòng ngươi, vi sư là người thế nào? Đối với ngươi thì sao? đào hoa gật đầu ngoan ngoãn nói sư phụ trong lòng đồ nhi tự nhiên là sư phụ một ngày là sư phụ cả đời là cha sau này đổi nhi sẽ lo tang cho ngài về phần sư phụ đối với ta tất nhiên là tận tâm tận lực nói xong quay đầu kéo tay áo thẩm tại giã ra thật đừng suy nghĩ nhiều sư phụ có đôi khi nói chuyện không giữ miệng nhưng thật sự không có tình cảm ngoài thầy trò với thiếp người sao biết được thẩm tại giã nheo mắt bởi vì thiếp đã hỏi hắn từ lâu rồi đào hoa nói trinh hắn nói thiếp là tiểu tử thích hợp làm nữ nhi đời này không có duyên phận gì với hắn thẩm tại giã nhướn mày nhìn thiên bách mi một cái sau đó cười khổ cái gì gọi là tuổi trẻ ngông cuồng cái gì gọi là nâng đá đập chân mình đây không phải sao ánh mắt thâm trầm thẩm tại giã trong lòng thoải mái hơn chút thậm chí có chút đồng tình nhìn thiên bách mi còn gì thảm hại hơn hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hắn là người phóng đáng không kiềm chế, không ngờ cuối cùng cũng thua bởi tay nữ nhân. Còn làm sư phụ người ta, nhìn nàng với người khác, muốn mà không được, chằn chọc không yên. Thẩm tại giã vỗ vô áo choàng ánh mắt ôn hòa đứng dậy, mỉm cười nói với đào hoa, đó chính là ta hiểu lầm. Ngài có thể nghe giải thích là tốt rồi, đào hoa nhún vai, thiếp chỉ sợ ngài trở về lập tức gán cho thiếp tội ngoại tình, đem trầm xuống hồ, cá trong hồ chắc chắn sẽ bị thiếp dọa chết vì quá đẹp, thật không tốt. Thẩm tại dã còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa sao? Không nói chuyện này nữa, đào hoa phủi tay, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh thiên bách mi, nói, ra chắc chắn có việc muốn thương lượng với sư phụ, đúng không? Người lại biết rõ, thẩm tại dã hơi không vui, hắn rõ ràng chưa nói gì khi tới nàng làm sao phát giác cười hắc hắc đào hoa kéo váy lui về phía sau thiếp về trước tránh mặt các ngươi cứ từ từ nói chuyện đừng đi quá xa thiên bách mi nói chỗ này không an toàn lắm được tiểu tử đáp một tiếng nhanh chóng biến mất không có nàng hai nam nhân thẳng thắn hơn nhiều không cần giấu giếm gì thẩm tại giã trực tiếp nói trong lòng không thoải mái phải không Ta không chấp nhận đồng tình, cũng không chấp nhận cười nhạo. Thiên Bách Mi hừ lạnh, dù sao nàng là ta nhìn lớn lên, còn ngươi, muộn nhiều năm rồi. Vậy thì sao? Thẩm Tại giá cười nhạt, nửa đời sau của nàng đều là của ta. Nửa đời sau? Thiên Bách Mi ánh mắt âm u, giọng trầm nói, ngươi nghĩ rằng nàng nửa đời sau có thể còn lại mấy năm. người nói đến cổ độc trong cơ thể nàng. Thẩm Tại giá mím môi, ta sẽ tìm cách giúp nàng thật ghen tị với những người không biết gì này. Thiên Bách Mi cười khổ, trong lòng họ còn có hy vọng, hoàn toàn không biết đến sự tuyệt vọng của hắn. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, lúc này ta muốn cùng ngài làm một giao dịch. Thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn hắn, xem ngài có hứng thú không. Mời nói, người ở đại ngụy giết người vô số, tất nhiên sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Thẩm tại giã nói, người chắc chắn sẽ luôn bị truy đuổi, không thể sống yên ổn nếu ngươi muốn sống an ổn, có thể tùy ý đi lại trên đường, thì hãy giúp ta giết vài người. Giao dịch này nghe có vẻ rất có lợi, dù sao giết người với hắn cũng chỉ như sắt cài thảo. Thiên Bách Mi nghiêng đầu nhìn hắn, những ai? Thẩm tại giã từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, giọng trầm nói, những người này phủ đệ đều được canh gác rất nghiêm ngặt. Giết một người, những người còn lại sẽ càng thêm cảnh giác, nên không phải chuyện dễ dàng, nhưng giao cho ngươi thẩm mẫu rất yên tâm. Thiên Bách Mi nhìn kỹ tên trên giấy, dừng lại một chút, dương mắt nhìn người trước mặt, người thật là lòng dạ độc ác. Những người muốn giết đều là quan viên cấp cao trong triều đình đại ngụy, hiện nay hoàng đế đại ngụy không có ở kinh đô, giết như vậy không gây ra đại loạn sao? Thành lọc bên cạnh vua thôi, thẩm tại giã nói, ngươi có bằng lòng hỗ trợ không? Ta giúp ngươi chuyện này, ngươi có thể xóa sạch tội lỗi trên người ta vuốt ve mái tóc trắng của mình, thiên bách mi nheo mắt, dân chúng đại ngụy chắc chắn đã nhớ ta là kẻ giết người máu lạnh. Đó là việc của ta, người không cần lo lắng, thẩm tại giã nói, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thẩm mộ chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lắc lắc tờ giấy trong tay, thiên bách mi hừ cười, ngươi thật giống như con rắn độc. Nàng cũng nói ta như vậy, thẩm tại giã không vui, nhưng ta cảm thấy mình rất ôn nhu. Thôi đi, nếu hắn gọi là ôn nhu, thì hắn chính là đệ tử từ bi nhất của Phật tổ. Đứng dậy thu tờ giấy vào tay áo, thiên bách mi nhìn sắc trời, ngáp một cái nói, hiện tại là thời điểm tốt để giết người, nhiệm vụ này ta nhận, ta sẽ làm ngay bây giờ, người tốt nhất nên giữ lời. Được, thẩm tại giã chắp tay chào hắn, chờ tin tốt từ ngươi. Thiên bách mi phi thân đi, không biết trốn ở đâu đào hoa lập tức xuất hiện, chập chập nói, ra quá mạo hiểm, ngài làm sao biết sư phụ để ý đến tội danh trên người mình. Hắn có thể không cần rửa sạch, dù sao cũng không ai làm gì được hắn. Thẩm tại giã không nhìn nàng, dù mắt nói, võ công của hắn cao thật, nhưng con người không muốn ngày ngày bị truy đuổi, không có ngày yên ổn, huống chi hắn thường xuyên đi tìm ngươi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thân phận, kéo ngươi vào. Vậy nên, bất kể thế nào, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Đào hoa không nhìn thấy danh sách muốn giết người của hắn, nhưng nhìn sắc trời, cảm giác, lại cảm thấy kinh đô sắp xảy ra đại sự gì. Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 198 Mục Vô Hả Không Có Mặt Ở Đây mọi chuyện trong chiều đều nằm trong tay thẩm tại giã, tự nhiên có nhiều tiếng bất mãn vang lên. Trước đây, nhóm người sở sơn nghĩ rằng thẩm tại giã muốn tạo phản, đối nghịch với mục vô hạ, nên trong tình thế cấp bách, họ liền lập tức ủng hộ mục vô hạ lên môi. Kết quả đến bây giờ mọi người mới nhận ra thẩm tại giã không hề muốn chiếm ngôi. Hắn chỉ muốn giúp mục vô hạ lên ngôi đế. Khi họ nhận ra mình đã bị lừa, thế cuộc đã định, không còn cách nào để thay đổi sở sơn trở thành bàn đạp cho người khác, còn bị đùa giỡn một cách tàn nhẫn. Ban đầu nghĩ rằng mục vô hạ là người lương thiện, không ngờ lại thông đồng với thẩm tại giã làm điều sai trái. Người như vậy, làm sao có thể thống trị thiên hạ đại ngụy? Do đó, mấy đêm gần đây, trong chiều do Mai Phụng thường dẫn đầu một nhóm quan viên thường xuyên đến phủ thái úy, âm thầm như đang mưu tính điều gì đó bí mật. Hành động này quả thực coi thầm tại giã là người mù đám người kia chưa bị trừ diệt chờ mục vô hạ trở lại triều đình e rằng sẽ đại loạn đến lúc đó đế vương từ bi chắc chắn không thể quyết liệt chi bằng hắn sớm loại bỏ những người này tự yến quy giết người thì được nhưng muốn giết nhiều người như vậy vẫn khó khăn may mắn có thiên bách mi đến giúp ngày hôm sau cả kinh đô đều bị bao phủ trong gió tanh mưa máu và sự sợ hãi thẩm tại giã nhàn nhã ôm đào hoa vào lòng Nhìn nàng tỉ mỉ pha trà, sau đó mang tách trà ngon đến uống một hớp. Hắn nói nhỏ, ngâm đậm hơn một chút. Đào hoa trợn tròn mắt, nhìn ra ngoài trời âm u vô ích. Ra, sư phụ ta đang liều mạng bên ngoài, ngài có phải quá dễ dàng rồi không? Ta cũng đang liều mạng đây, thẩm tại dã nhíu mày, miệng ta uống mãi mà không cảm nhận được hương vị, ngươi không thể pha trà ngon hơn chút sao? Khương đào hoa, nàng rất muốn đập ấm trà vào đầu hắn tướng ra bên ngoài có gia nô hớt hải chạy vào sợ hãi báo kinh đô có ma đầu giết người nhà môn hồ vệ và mỗi phủ viện đều không ăn được đã có nhiều đại nhân bị giết lợi hại đến vậy thẩm tại giã nhíu mày nghiêm túc nói tính mạng là quan trọng nhất bảo họ cẩn thận hơn chỉ như vậy thôi sao gia nô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ra không cần điều động cấm vệ sao cấm vệ thẩm tại giã nhìn hắn nói cấm vệ là để bảo vệ hoàng cung, hiện tại chỉ là biệt thự gặp chuyện, nếu điều cấm vệ đi, lỡ cung điện gặp chuyện thì ai chịu trách nhiệm. Già nô nghe vậy thấy rất có lý, liền xoay người ra ngoài báo lại cho những người đang cầu cứu. Tướng ra sao có thể thấy chết mà không cứu, già nô từ các biệt thự tới đều chừng mắt nhìn hắn, đại nhân nhà chúng tôi là trọng thần của triều đình. Không phải tướng gia không cứu, gia nô của tướng phủ rất vô tội nói, tướng gia của chúng ta còn sợ hơn, hiện đang trốn trong phòng không dám ra ngoài, chỉ nói cấm vệ nhất định phải bảo vệ hoàng cung an toàn, các vị nên trở về đi. Mọi người nghĩ lại, thấy cũng đúng, thầm thừa tướng làm việc trái với lương tâm không ít, bây giờ quả thật cần phải sợ hơn. Cũng không ai biết ma đầu giết người đó từ đâu đến, cũng không ai thấy mặt hắn. Trong kinh đô, dân chúng bắt đầu đồn rằng hắn là thần tiên thay trời hành đạo, chuyên giết tham quan gian thần trong cửu khanh đã có hai người bị giết, khiến cho những người tài ba dị sĩ dối giết bắt đầu điều tra những việc quan viên bị giết từng làm. Buổi xế chiều, thầm tại giã nghe thấy tiếng báo từ bên ngoài, chủ tử, Mai Phụng Thường đã chết. Đào hoa ngừng lại, nhớ đến Mai Chiếu Tuyết, vô thức nhìn thầm tại giã. thẩm tại giã vuốt cằm, miệng cười, tốc độ nhanh hơn ta tưởng. Chạm lô có chút ngẩn ngơ, đứng một lúc mới nói, từ tối qua đến giờ, đã có tám quan viên bị giết hiện hắn có lẽ đang hướng đến phủ thái úy rất tốt thẩm tại giã vuốt cằm cúi đầu nhìn đào hoa trong phủ có không ít người nên về nhà để tang nàng hãy đưa họ về đào hoa nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy liếc hắn một cái đầy ý nghĩa rồi định bước ra ngoài nhưng chưa bước ra một bước cổ tay nàng bị kéo lại khương đào hoa sững sờ quay đầu lại thấy thẩm tại giã thoáng chút do dự nói thật sự không phải ta vô tình, mà là từ khi các nàng vào phủ đã định trước sẽ có kết cục này. Kết cục của nàng, từ sớm đã được định, không thể giống như họ. Đào hoa hơi ngạc nhiên, cười nhìn hắn nói, ra sao phải giải thích điều này với thiếp. Khẽ phiền muộn, thầm tại giã buông tay nàng ra, quay đầu nói, chỉ thuận miệng nói thôi, nàng mau đi đi, trong phủ cũng đang rối loạn. Được, đào hoa gật đầu, cười xoay người, mang theo thanh đài bước vào sân trong phủ thật sự rất rối loạn tiếng khóc nổi lên bốn phía cố hoài nhu đến gặp nàng báo cáo trong nhà có bốn người gặp chuyện ngoài cổ thanh ảnh là phu nhân còn lại đều là hầu gái đưa ra khỏi phủ cũng không quá phiền phức đào hoa gật đầu thấy nàng có vẻ lo lắng cười nói ngươi không cần lo lắng cố đại nhân thức thời và biết đặt đại cục lên trên hết chắc chắn không sao cố hoài nhu dừng lại phục hồi tinh thần rồi nhìn nàng nói thiếp không lo lắng chuyện đó thiếp mà thôi có lời muốn nói nhưng để sau phủ bên trong rất loạn phu nhân nên cẩn thận đào hoa nháy mắt không rõ vì sao mặc dù cố hoài nhu không nói ra nhưng nàng có linh cảm liệu nàng có phát hiện ra từ yến quy suy nghĩ mông lung không kịp nghĩ nhiều trước mặt đột nhiên có người lao tới đào hoa vô thức đưa tay đỡ Người kia liền bị bắn ra, ngã ngồi trước mặt nàng. "Phu nhân." Cổ Thanh ảnh khóc đến nỗi mặt mày ướt nhòe, nhà thiếp đã xảy ra chuyện. Cúi đầu nhìn nàng, Đào Hoa nghĩ thầm, trước đây đã khuyên nàng thật lòng, khuyên nàng khuyên bảo cha nàng, đừng theo đám người Sở Sơn, chắc là nàng không để tâm, nên bây giờ mới thành cục diện như thế, trách được ai. "Đã xảy ra chuyện thì ngươi trở về xem đi." Nàng nói, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài cổ thanh ảnh lắc đầu mạnh mẽ nắm lấy váy nàng nói thiếp không muốn đi thiếp thật sự biết rõ sai rồi chỉ có giúp đỡ ra chúng ta mới có ngày tốt lành thiếp rốt cuộc hiểu rõ hiểu ra muộn màng có ích gì đào hoa thở dài mồi xổm xuống vỗ vai nàng bớt đau buồn đi nhưng gia đã lệnh phải đưa các ngươi ra ngoài ngươi muốn ở lại cũng không thể. trong mắt đầy sợ hãi cổ thanh ảnh nước mắt nhìn nàng nói thiếp rời đi lúc này liệu còn đường sống không? Tại sao lại không? Đào hoa cười, tất cả phụ thuộc vào cách ngươi sống cuộc sống này. Thẩm tại giã sẽ không đến mức khó xử nữ nhân, hắn chỉ muốn tính mạng của mấy quan viên. Về phần nữ quyến, trên xe ngựa của hắn đã có đủ ngân lượng rồi. chương 199 Cổ thành ảnh khóc nức nở, được nha hoàn đỡ ra ngoài. Khi lên xe ngựa, nàng vẫn dẫy dụa rất lâu, nhưng hộ viện bên cạnh có sức mạnh hơn nàng nên đã nhét nàng vào xe. So với sự kích động của cổ thanh ảnh, Mai Chiêu Tuyết tỏ ra lạnh nhạt hơn nhiều. Từ sau khi ngự lâm quân tấn công phủ, nàng liên tục bị nhốt ở lăng hàn viện. Lần này ra khỏi phủ, nàng cảm thấy như được giải thoát, nên lúc ra cửa còn hướng khương đào hoa hành lễ. Thiếp mấy ngày nay thường xuyên suy nghĩ, Mai Chiêu Tuyết nhìn nàng với ánh mắt tĩnh lặng, đã có du, sao còn sinh lượng. Đào Hoa cười, thủ đoạn của chúng ta sao có thể so sánh với các đại nhân kia? Người đến bây giờ vẫn chưa nhận ra sao? Những kẻ tự cho là thông minh thường thất bại thảm hại nhất. Do tài nghệ của ta không bằng người thôi, Mai Chiều Tuyết nhìn nàng nói, nhưng ngươi đừng quá đắc ý, Tam Quốc khai chiến, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ có kết cục như ta, dù thông minh thế nào cũng vô dụng. Trong lòng giật mình, Khương Đào Hoa nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? mai chiếu tuyết cười nhẹ hôm nay thiếp đã cửa nát nhà tan ngày sau sẽ đến lượt phu nhân nước mất nhà tan ai trước đây không tin rằng hắn yêu mình thật lòng nhưng hôm nay xem lại vì những thứ hắn muốn còn điều gì không thể bỏ qua ngẫm lại sau này người sẽ đáng thương như ta hiện tại thiếp không muốn nghĩ thêm gì nữa nhếch môi cười đào hoa gật đầu với nàng đa tạ ngươi nhắc nhở nàng không mốc sẽ không để thầm tại giã tính kế dễ dàng Tam quốc giao chiến Đại ngụy có giã tâm thống nhất thiên hạ Nàng biết rõ Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác Nàng chỉ có thể để trường quyết theo đại ngụy tấn công mô Nhưng sau khi tấn công mô Tình hình sẽ ra sao thì không ai nói trước được Mai chiều tuyết liếc nhìn nàng một cái Ánh mắt đầy thương cảm Rồi bước lên xe ngựa Đào hoa đứng ở cửa Nhìn con phố yên tĩnh cười rồi xoay người về phủ. Buổi tối, Thẩm Tại Dã chuẩn bị một bàn ăn lớn, vừa lúc Thiên Bách Mi trở về để thưởng thức. Người chuẩn bị khá đúng lúc, Thiên Bách Mi toàn thân đầy vết máu, tóc và mặt cũng dính chút đỏ. Nhìn đào hoa bên cạnh, hắn ném vài con dấu về phía Thẩm Tại Dã, rồi hỏi, "Chỗ nào có thể tắm rửa?" Với vẻ mệt mỏi, đã chuẩn bị xong, Thẩm Tại Dã chỉ về phía bên cạnh, Thiên Bách Mi đứng dậy, nhanh chóng đi như cơn gió, không lâu sau, hắn trở lại với mái tóc ướt đẫm. Hắn mặc vào bộ áo choàng màu đỏ thẫm, trông sạch sẽ, nhẹ nhàng và thoải mái, hoàn toàn không còn mùi máu tanh. Thẩm tại giã luôn đối xử rất tốt với những người lập công. Thù liếm tính tình, cười nói, hạ có vẻ rất yêu quý chiếc áo choàng này, không muốn nó dính máu. Mỗi lần sau trận đấu, chiếc áo choàng của hắn đều không bị hư hại chút nào thiên bách mi tức giận ngồi xuống ai bảo đồ đệ tát nước ra ngoài về sau sẽ không ai làm tân áo choàng cũ vẫn không thể yêu quý được sao thẩm tại giã ngừng lại mỉm cười quay đầu nhìn người bên cạnh ánh mắt của hắn ôn nhu nhưng không hiểu vì sao làm khương đào hoa sợ đến mức suýt làm rơi chiếc đũa đây là lễ bái sư của thiếp đào hoa nhỏ giọng nói sư phụ nhận thiếp làm đồ đệ không thể hiếu kính hắn gì chỉ có thể thêu cái áo choàng này theo bản vẽ và đồ vật, thiếp đã thêu rất nhiều ngày rồi. Người không phải là không biết nữ công, thẩm tại giã cười bề ngoài nhưng trong lòng không cười, cầm vạt áo lên, loại hoa văn kỳ quái này, người có thể giải thích tại sao không? Hôm nay buổi chiều nhận chiếc áo choàng, hắn rất vui, dù thiêu rất tệ, nhưng ít nhất nàng cũng đã bỏ công sức để tặng hắn thứ gì đó nhưng niềm vui ấy bị dập tắt ngay lập tức khi thấy chiếc áo choàng đỏ thẫm của thiên bách mi khi người khác thiêu áo choàng mất mấy tháng còn hắn chỉ cần vài ngày là xong với hoa văn đơn giản và cầu thả nữ nhân này thật sự chán sống rồi sao đào hoa gượng cười đưa tay sờ hoa văn thẳng trên cổ áo hắn không khác biệt nhiều sao vừa nhìn đã biết là từ tay thiếp thiêu thiên bách mi nhìn hắn nếu ngươi không thích thì cởi ra cho ta nuốt một ngụm khí, thầm tại giã hừ lạnh, cầm lấy chiếc đũa, trước ăn cơm đi. Thiên Bách Mi đã bắt đầu ăn, vừa nói thầm rằng tay nghề đầu bếp của phủ không tệ, vừa nói, các ngươi đại ngụy biệt thự thủ vệ thật chẳng có gì đặc sắc. Ta tưởng rằng nhiều người như vậy, ít nhất phải mất hai ngày, không ngờ chỉ một ngày là xong. Thẩm tại giã nhíu mày, ngươi vào biệt thự, mỗi nhà đều có mười mấy hộ viện, điều này cũng không đặc sắc sao đào hoa gượng cười ra biệt thự của triệu quốc đều không cần hộ viện tất cả đều dùng cấm về tại sao thẩm tại giã thắc mắc nguy hiểm đến vậy sao nhìn sư phụ của mình đào hoa im lặng thiên bách mi nói có lẽ vì ta thường thích đi dạo nhà bọn họ là mọi người đều sợ thẩm tại giã đây rốt cuộc là người như thế nào thường xuyên xông vào biệt thự giết người như ngoé còn không sợ trời không sợ đất nhưng họ cũng phải cảm ơn ta. Thiên Bách Mi nói, chính vì họ đề cao cảnh giác, nên thích khách không thể bắt được họ. Thẩm tại giã nhắm mắt, sau hôm nay, quan viên đại ngụy cũng phải cảm ơn ngươi, đề phòng sẽ được tăng cường nhiều. Dù sao những kẻ ngươi không vừa mắt đều chết hết, còn lại đề phòng hay không, ngươi cũng không để ý. Thiên Bách Mi đặt chén xuống, nhau mắt nhìn đối diện, ngươi đã hứa với ta, có thể làm được không? Yên tâm, thẩm tại giã gật đầu, ta chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng, thiên bách mi nói, mặc dù những kẻ thấy mặt ta đều chết, nhưng tóc trắng này không thể giấu mãi, ai cũng biết gần đây kẻ giết người vô số là một kẻ tóc trắng. Không lâu nữa sẽ có người tra ra thân phận của ta, người nghĩ có cách nào không? Liếc mắt nhìn hắn, thầm tại giã nói, nếu ngươi không yên tâm, sau khi dùng bữa xong, đi thử ra đường xem sao. Liệu có bị bắt lại ngay không? Thiên Bách Mi nhíu mày, nhưng vì tò mò, hắn quyết định thử một chút. Khi đèn sáng lên, Thiên Bách Mi đi lên phố, mái tóc trắng không bị che giấu, kéo lê phía sau. Chiếc áo choàng đỏ thẫm rộng thùng thình, trông hắn vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Trên đường dân chúng đều sợ hãi, khi nhìn thấy hắn đều đứng im tại chỗ. Thiên Bách Mi nhìn, nghĩ rằng họ đang sợ hắn, xem ra thanh danh của hắn đã chuyển khắp toàn bộ kinh đô đại Ngụy đang suy nghĩ đột nhiên có người từ bên cạnh xuất hiện kéo hắn vào trong học đường hắn ghét bị người khác chạm vào vô thức vung tay áo quay đầu thấy là một bà thầm vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn anh hùng ngài sao dám ngang nhiên ra ngoài lúc này quan phủ vẫn đang truy bắt ngài nàng gọi hắn là gì thiên bách mi ngẩn ra nghĩ mình nghe nhầm anh hùng gọi ta sao tất nhiên là ngài bà thầm kéo hắn vào trong mặc dù lão thân không quen biết anh hùng nhưng mái tóc trắng này không sai được ngài chính là người trừng ác dương thiện thay trời hành đạo đại anh hùng thiên bách mi vẻ mặt mờ mịt bị kéo vào trong học đường đều là những thư sinh văn nhân khi nhìn thấy hắn họ đều ngạc nhiên đứng im rồi nhanh chóng xông tới đồng loạt đẩy hắn giấu vào trong phòng hiệp sĩ cẩn thận một thư sinh cau mày nói chúng ta sẽ giúp ngài che chở ngài đi mau, đội tuần tra của quan phủ sẽ đi qua đây. Đúng vậy, một đám thư sinh canh chừng, tìm đường, những người gần hắn quỳ xuống, chắp tay nói, hôm nay nhìn thấy hiệp sĩ, thật là may mắn, xin nhận lễ của chúng tôi. Trợn mắt há hốc mồm, thiên bách mi làm người xấu đã lâu, chưa bao giờ được đãi ngộ như thế này. Hắn nhịn không được, đưa tay kéo người bên cạnh, nhíu mày hỏi, tại sao gọi ta là anh hùng và hiệp sĩ? bởi vì ngài vì dân trừ hại bà thẩm nói chúng tôi không ngu muội ngài giết những kẻ đó đều là kẻ xấu có người cha ra mai phụng thường ăn hối lộ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân nhà có vài chục vạn lượng vàng bạc sở thái úy cũng vậy dung túng thân thích giết người trong quân lừa trên gạt dưới hãm hại trung lương thiên không biện hộ có anh hùng vì dân hành đảo thật tốt quá thiên bách mi Thẩm tại dã này thật giỏi trong việc hướng dẫn lòng dân. Hắn rõ ràng chỉ là kẻ giết người, nhưng lại biến thành anh hùng. Nhưng làm quan nhân, có mấy người thanh liêm, một đao chém mười, chín đều là tham quan, nên danh anh hùng này hắn lại chịu được. Dân chúng tự nguyện che chở hắn, vậy chỉ cần quan phủ ngừng truy bắt hắn, thì thiên hạ sẽ thái bình. Người đó có lẽ đã sắp xếp từ trước, chờ hắn giết hết kẻ xấu, dân gian sẽ ủng hộ hắn. Giang hồ nhân sĩ nếu đuổi giết hắn, đó là hành động trái ngược với lòng dân, sẽ dẫn đến sự trừng phạt của nhân dân. Lo lắng của hắn quả nhiên là thừa. Thẩm tại dã này công phu chẳng có gì đặc sắc, năng lực không phải tâm thường. Được mọi người kính yêu, Thiên Bách Mi tâm tình rất tốt, trở về phủ hiếm khi nhìn Thẩm tại dã. Người không bị giết oan, coi như người lợi hại. Thẩm tại dã cười, lắc chén trà trong tay sau này sẽ có người điều tra rõ tội trạng của những kẻ đó, báo lên ta, ta sẽ lệnh cho quan phủ không truy cứu ngươi nữa. Chuyện võ lâm liên minh cũng có tự yến quy thay ngươi giải quyết, ngươi có thể yên tâm. Được, thiên bách mi phủi tay, hí mắt nhìn hắn, nhưng có một chuyện ta không hiểu, ngươi đã có thể hướng dẫn lòng dân, làm họ cảm thấy ta là anh hùng, sao không rửa sạch bêu danh trên người mình. Trên đường không ít người nói, sao không giết luôn cả thẩm tại giã hắn mới là tham quan lớn nhất. Người giỏi như thế, sao lại để mình mang tiếng xấu như vậy? Không cần thiết, thẩm tại dã nói, ta vốn không phải là người tốt, người khác nói sao, ta không để ý. Hiện tại ta chỉ quan tâm Khương Trường Quyết có thể giúp Hoàng thượng chiếm lại biên thành mô quốc không? hai 200 Hắn dù sao cũng là đồ đệ của ta, Thiên Bách mi nói, chỉ cần không ai phản bội sau lưng, việc đánh hạ biên thành ngô quốc không phải là vấn đề lớn. Sau lưng phản bội, thẩm tại giã nhớn mày, chẳng lẽ ở triệu quốc, hắn là hoàng tử mà cũng có thể bị hãm hại sao? Hừ một tiếng, thiên bách mi nói, người nghĩ ta không có việc gì làm mà đi đến biệt thự của người khác sao? Ta không giỏi về mưu kế, nhưng giết người thì ta làm được. Đáng tiếc là hắn mới giết vài tên tặc, trường quyết liền dùng cái chết uy hiếp hắn để không tiếp tục tạo thêm tội nghiệt. Vì thế, cuối cùng hắn không thể tiến bước thuận lợi. Giết người không còn tác dụng, thẩm tại giã lắc đầu, người giết một người, sẽ có người khác tiếp tục gây khó khăn cho hắn. Chỉ cần hắn không nâng cao địa vị ở triệu quốc, hắn không thể thoát khỏi vận mệnh này. Thiên Bách mi im lặng, làm sao hắn lại không biết đạo lý này, nhưng hắn là người giang hồ, đối với việc triều đình thì hoàn toàn không có biện pháp. Thẩm mỗ bây giờ có thể giúp hắn một tay nhìn nét mặt của hắn thẩm tại giã nói chỉ cần hắn giúp đại ngụy bệ hạ chiếm được biên thành thẩm mẫu sẽ giúp hắn nắm binh quyền triệu quốc và giành lấy vị trí hoàng tử điều này nghe cũng không tệ lắm thiên bách mi suy nghĩ một chút đang định nói thì khương đào hoa từ ngoài vọt vào dáng vẻ vội vội vàng vàng bước chân không vững khay trà suýt nữa rơi vào thẩm tại giã nhanh tay bắt lấy chén trà thẩm tại giã đứng dậy đỡ nàng cau mày nói bên ngoài cháy hay sao mà ngươi vội vàng như vậy? Nháy mắt vài cái, đào hoa đứng thẳng người, cười với hắn, thiếp chỉ muốn ra nhanh thử trà mây ngâm của thiếp thôi mà. Còn có trà bánh nữa, ở chỗ thanh đài. Nói rồi, quay đầu lại gọi, mau mang lên. Thanh đài đáp ứng, đem hai đĩa điểm tâm đặt trước thầm tại giã và thiên bách mi. Đào hoa cười, nhìn thầm tại giã ngồi xuống, rồi tiến đến trước mặt sư phụ mình, cầm điểm tâm nhét vào miệng hắn vừa nhét vừa nháy mắt ra giống đừng nói lung tung có người vào không biết đâu thiên bách mi trông rất vô tội nhìn đôi nhi của mình nhai điểm tâm mà không nói gì thêm ánh mắt thầm tại giã thoáng tối lại nhìn nàng nói chuyện của ngươi làm xong chưa làm xong rồi đào hoa cười híp mắt nói ngài không cần lo hậu viện cứ làm việc ngài muốn làm đi tốt lắm thầm tại giã vuốt cầm trong chiều nhiều người như vậy, chỉ một tháng nữa chắc cũng không có ngày yên ổn, người cứ ở yên trong phủ, không được đi đâu cả. Thiếp hiểu, ăn điểm tâm uống trà xong, thầm tại giá muốn đưa Khương Đào Hoa đi ngủ. Vừa đưa Thiên Bách mi ra cửa xong, đã có người cưỡi ngựa vội vã đến, chắp tay nói, tướng ra, trong cung đại loạn, Thái Hậu xin ngài lập tức tiến cung. Nam Vương Mẫu Phi đi sớm, Minh Đức Đế Hoàng Hậu đã thành Thái Hậu, còn trông coi hậu cung mọi chuyện. Thẩm tại giã nghe xong, liền đưa đào hoa về phòng và nhét vào chăn, sau đó đi theo hướng cung. Đào hoa nắm chăn nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi không thấy nữa, mới ngồi dậy gọi thanh đài, sư phụ đi xa rồi sao? Không có, thanh đài còn chưa kịp trả lời, thiên bách mi đã lật vào qua cửa sổ, nhìn nàng cười nói, nhìn ngươi là biết còn có chuyện muốn nói với vi sư. Đào hoa nhảy xuống giường, kéo hắn ngồi ở phòng ngoài nghiêm túc nói sư phụ ngài ngàn vạn đừng đồng ý bất cứ điều gì về trường quyết với thẩm tại giã những chuyện này để đồ nhi xử lý sao vậy thiên bách mi hơi ngạc nhiên người không phải thích hắn sao sao lại đề phòng hắn như vậy thích hay không thích và việc đề phòng là hai chuyện khác nhau đào hoa nghiêm túc nói ngài nghe đồ nhi sẽ không sai nếu trường quyết có thể chiếm lại biên thành ngô quốc đó là tài năng của hắn Binh quyền cũng nên do hắn nắm giữ. Nhưng ngài đừng nghe lời thầm tại dã, nhất định không thể đụng đến phù hoàng ta, lữ thị và khương tố hành. Tại sao, thiên bách mi cực kỳ không vui, ngươi quên những người đó đã đối xử với ngươi và trường quyết như thế nào sao? Nếu không phải vội vàng đến tìm ngươi, vi sư đã xông vào hoàng cung lần nữa, giết sạch bọn họ. Bây giờ không thể giết họ được, đào hoa lắc đầu mạnh dù ta cũng muốn trường quyết lên ngôi hoàng đế nhưng hiện giờ trường quyết cùng binh lực đại ngụy một khi phụ hoàng băng hà hoàng trưởng nữ qua đời hắn chỉ có thể sớm về nước kế vị khi đó chắc chắn mang theo quân đội đại ngụy về triệu không thể bỏ lại được sẽ dẫn sói vào nhà nếu trường quyết nổi dậy phản kháng rất có thể sẽ bị kèm hai bên để triệu quốc vô chủ dễ dàng bị công phá vì vậy trước khi cuộc chiến này kết thúc hoàn toàn ngôi vị hoàng đế triệu quốc nhất định phải có người nắm giữ. Thiên Bách Mi nghe rõ, càng nhíu mày chặt hơn, hắn nghĩ nhiều như vậy sao? Không suy nghĩ đến cảm xúc của ngươi sao? Trường quyết dù sao cũng là đệ đệ ngươi. Đào hoa nhún vai, tại sao hắn phải nghĩ đến ta? Gia quốc thiên hạ chẳng lẽ không quan trọng hơn tình cảm cá nhân sao? Đã vậy, sao ngươi còn ở bên cạnh hắn làm gì? Thiên Bách Mi nói, cùng vi sư trốn đi. Không được, Đào hoa thở dài, nếu ta đi, trường quyết sẽ càng bị họ đùa bỡn. Hiện tại ở bên cạnh thầm tại dã, nếu hắn có động tĩnh gì, ta ít nhất còn có thể nghĩ ra đối sách. Thiên Bách mi im lặng nhìn nàng một lúc, cảm thấy đau lòng mà nói, người không nghĩ đến bản thân mình nên làm gì sao? Bản thân mình, đào hoa nhớn mày, ta không phải rất tốt sao? Ăn sung mặc sướng, không cần ra chiến trường, so với trường quyết, ta đang hưởng phúc. Vì sư không nói về chuyện này. Thiên Bách Mi lắc đầu, vì sư ý là, ngươi và hắn cứ lẫn nhau tính kế như vậy, tương lai nếu Triệu và Ngụy đối lập, ngươi sẽ làm gì? Còn có thể làm gì? Đào Hoa nói, tự nhiên là đứng về phía Trường quyết. Ánh mắt Thiên Bách Mi sâu thẳm, nhưng ngươi không phải thích hắn sao? Không ai nói thích nhau phải bên nhau trọn đời. Đào Hoa cười đùa, bây giờ không phải còn nhiều thời gian ở bên nhau sao? không có gì phải tiếc nuối mốc tử thiên bách mi đưa tay đặt đầu nàng vào ngực mình ánh mắt tràn đầy chiều mến tại sao những chuyện quốc gia hưng vong lớn lao này lại rơi vào vai cô gái nhỏ bé này nàng còn nhỏ như vậy dũng khí từ đâu mà có với hắn mà nói thiên hạ này có lật đổ cũng không là gì trăm dân trăm họ như con kiến có số mệnh liên quan gì đến hắn nhưng cô bé này lại cực kỳ để ý dù luôn mắng trường quyết là kẻ lỗ mãng, nhưng nàng không phải là không quan tâm sao? Than nhẹ một tiếng, thiên bách mi nghĩ, nếu trường quyết có thể nhanh lớn lên thì tốt, chia sẻ bớt cho hoàng tỷ, để nàng không phải lo lắng mọi chuyện. Cuối thu, gió từ kinh đô đại ngụy thổi qua, liên tục thổi tới bên cạnh ngô quốc. Mục vô hạ cầm trong tay trường mâu, cưỡi ngựa đi trước, không hề sợ hãi những viên đá không ngừng nhảy xuống từ cổng thành cùng tướng sĩ chém giết. Bên cạnh hắn là một thiếu niên cùng tuổi, chiến bào rực rỡ, anh khí bức người. Trường quyết, mục vô hạ gọi hắn, người lui về trước, hoàng tỷ của ngươi và trẫm đã nói phải bảo vệ ngươi. Khuôn mặt khương trường quyết giống đào hoa sáu phần, khí chất mạnh mẽ, vùng trường kiếm nói, nam nhi ra chiến trường không ở phía trước thì sống có ý nghĩa gì. Huống chi, bệ hạ cũng không lui, sao thần lại lui trước chấm không có cách nào lui. Mục vô hạ mím môi, một tay vung trường mâu lấy đầu địch, một tay tỉnh táo nói, nhiều người chờ xem chiến tích của chấm, nếu không làm sao phục chúng. Đúng vậy, Khương Trường quyết nói, hạ thần cũng như ngài, phải chứng minh rằng vị trí này không phải ngồi không. Liên quân triệu ngụy cùng binh sĩ ngô quốc chém giết phía sau, nhìn thấy đại ngụy hoàng đế và triệu quốc chủ soái cùng cưỡi ngựa, trái phải tách ra, giữ chặt cửa thành ai ra liền thu đầu người đó vài phó tướng nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng an ổn quá lâu trong quân không ít người bắt đầu sợ chết nhưng không ngờ trận chiến mở màn lại kịch liệt như vậy ngụy quốc hoàng đế và triệu quốc chủ soái đều ở phía trước bọn họ tự nhiên không dám lui dự định hai ngày công phá cửa thành còn chưa kịp ngưng chiến đã dẹp xong phát chiến báo mọi người không kịp phản ứng cho đến khi chủ soái và ngụy vương trở về doanh trại tin chiến thắng mới 800 dặm khẩn cấp truyền về quả thật là anh hùng xuất thiếu niên tiêu tường an đứng bên cạnh nhìn mục vô hạ và khương trường quyết khẽ cười nói thiên hạ này chắc chắn là của các ngươi khương trường quyết tò mò quan sát lão giả này hắn dường như xuất hiện sau khi bọn họ vào biên giới ngô nhưng mục vô hạ hoàn toàn tin tưởng hắn còn để hắn làm quân sư là ai Mục vô hạ cười, nhìn hắn hỏi, theo đại nhân, sau khi bắt lại mười thành biên cảnh, bao lâu có thể đánh bại kinh đô mô quốc? Tiêu thường an mặt mũi hiền lành, vuốt tròm dâu, suy nghĩ một chút nói, sang năm mùa xuân, bệ hạ sẽ khải hoàn. Hiện giờ đã sắp mùa đông, vài tháng là có thể bắt lại đô thành mô quốc. Khương Trường quyết nghe nhưng thật không tin. Nhưng, tình huống sau này giống như lão giả kia nói, bọn họ từ biên thành đánh tới kinh đô mô quốc, mùa đông còn chưa qua hết. Ta đã trở về, nhìn hoàng cung nguy nga, mục vô hạ cười vui vẻ, không biết cố nhân có bình yên không? Khương Trường quyết đứng cách hắn không xa, cảm thấy rất tò mò. Mục vô hạ là đại ngụy hoàng đế, tại sao lại nói trở về đây? Chẳng lẽ vẫn còn nhớ chuyện nhục nhã khi làm con tin trước đây? Lão già dẫn bọn họ vào cung, ngô quốc thảm bại, đế vương tự sát, hoàng thất chỉ còn vài hoàng tử, hiện đang quỳ trước điện, hoàng sợ nhìn bọn họ. Ngươi, kinh chập, thái tử ngô quốc kinh ngạc nhìn mục vô hạ, không dám tin, lắc đầu, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại là đại ngụy hoàng đế? Hoàng huynh, đã lâu không gặp, mục vô hạ cười, ta đến đòi lại mạng sống của mẫu phi và đại hoàng huynh. Đồng tử hơi co lại, thái tử nhìn hắn đi về phía mình, không nhịn được lùi về phía sau, không thể nào, chắc chắn có gì sai, kinh chập, người thiện lương nhất, sao lại cam lòng ra tay với Hoàng Huynh. Thiện lương là việc của Phật Tổ và Bồ Tát, rốt trường kiếm ra, mục vô hạ bình tĩnh nhìn hắn nói, ta sẽ đưa ngươi đi gặp họ, ngươi sẽ thấy họ hết sức thiện lương. Tiêu thường lưu vê dâu mỉm cười, nhìn mục vô hạ hạ trường kiếm, văng máu tươi, gật đầu nói, thẩm tại giá dạy ngươi rất tốt, đúng với kẻ không phải người ngươi không còn tha thứ dơ thừa thu kiếm vào vỏ mục vô hạ quay đầu nhìn hắn nói điểm này đại nhân có thể cảm tạ hắn khi trở về ha ha tiêu thường lưu lắc đầu lão phu sẽ ở lại đây giúp ngài lo chuyện kế tiếp hắn thấy lão phu chắc sẽ nổi giận dù hắn đã hãm hại hắn không ít lần mục vô hạ hơi ngạc nhiên ngài không theo ta trở về không cần chờ khi hai nước thực sự hợp nhất thành một quốc gia lão phu sẽ đi gặp ngài cũng không muộn tiêu thường lưu cười nhìn khương trường quyết ở không xa đột nhiên nói vị khương nguyên soái này rất có thiên phu thống lĩnh quân đội không biết có nguyện thần phục với ngô hoàng không khương trường quyết sững sờ nhíu mày ta là người triệu quốc người triệu quốc làm sao có thể thần phục với hoàng đế nước khác triệu quốc tiêu thường lưu quay đầu nhìn mục vô hạn nói triệu quốc cũng là nơi tốt từ đây về đại ngụy cũng phải đi qua, hoàng thượng sao không đi xem thử. Không cần, mục vô hạ mím môi, chấm sẽ từ đường cũ mà về. Như vậy rất tốn thời gian, tiêu thường lưu lắc đầu, lấy phong thư ra, ngài hãy xem ý của thẩm tại giã, rồi quyết định. Khương trường quyết căng thẳng trong lòng, mắt nhìn chằm chằm lá thư, cảm thấy có dự cảm xấu. Mùa đông lạnh giá, đào hoa trốn trong chăn bông, sau đó cùng chăn bông trốn vào lòng thẩm tại giã cùng hắn xem chiến báo đệ để, để ngươi quả nhiên lợi hại thẩm tại giã nói có thể khiến bệ hạ khen ngợi hắn cùng là thiếu niên trẻ tuổi hai người này đánh nhau mấy tháng không hề xem nhau không vừa mắt thậm chí còn có chút hiểu nhau điều này thật ngoài ý của hắn đào hoa đắc ý dơ cằm thiếp đã sớm nói chỉ cần các ngươi cho cơ hội trường quyết chắc chắn sẽ không làm các ngươi thất vọng. Ừ, họ cũng nên khải hoàn về chiều. Thẩm tại giã ngầm đầu, nhìn qua sân yên tĩnh, hài lòng nói, hiện giờ mọi thứ đều vừa vặn. Ba tháng này, hắn dọn dẹp hết những kẻ đối lập trong chiều, thu phục không ít hiền sĩ, dù chưa chắc trung thành với hắn, nhưng chắc chắn sẽ hài lòng với một quân vương như Mục Vô Hạ và sẽ làm việc cho hắn. Mục Vô Hạ giờ trở về, thích ứng một thời gian, có thể. A, à, đào hoa đang thiêu khăn, không cẩn thận, kim vá rớt vào lửa than. Khẽ nhíu mày, nàng quay đầu nhìn người phía sau, đột nhiên có chút bất an. Ra, đào hoa nói, đại ngụy chiến sự tạm nghỉ, sẽ không xảy ra tranh chấp khác chứ. Thẩm tại giá cười khẽ, nhìn vật trong tay nói, người không cần quan tâm. Không cần quan tâm mới là lạ, đại ngụy chỉ cần nuốt ngô quốc, Triệu quốc cũng sẽ là vật trong tay, chỉ chờ đại ngụy tĩnh dưỡng tốt, lại có sức nuốt. Hiện giờ chính là lúc nàng nên so chiêu với người phía sau này. Phần cách sẽ theo mình ước, đúng không? Đào Hoa cười híp mắt hỏi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.